Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án ICO Veil Steel Green. Đây là liên kết giữa video và nội dung. Các bạn có thể thấy ở đây quét nội dung video bằng điện thoại thông minh của bạn và đắm mình trong một cái chiều hướng mới của thông tin liên quan đến video bạn đang xem. Các bạn có thể xem màn hình 7 màu về cái dự án Veil Steel Green này, thì hãy tưởng tượng rằng bạn đang xem một cái bộ phim trên bất kỳ màn hình nào dựa trên một cái câu chuyện có thật và bạn quan tâm đến chi tiết và những sự kiện thực sự đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang xem một cái video âm nhạc và bạn muốn biết nơi nghệ sĩ điệu đang đi lưu diễn và nơi để mua vé ở buổi hòa nhạc của họ. Thì hãy tưởng tượng bạn muốn nhanh chóng có được cái công thức mà đầu bếp đang chuẩn bị cho chương trình nấu ăn yêu thích của bạn. Nếu bạn là người tin rằng thông tin này dễ dàng truy cập, bạn hãy đang nghĩ đến những cái Beyond Screen này. Thì Beyond Screen viết tắt là BS cho phép nội dung các bạn sử dụng điện thoại thông minh của mình hoặc máy tính bảng để quét bất kỳ nội dung video nào trên cái màn hình bất kỳ để dễ dàng và nhanh chóng nhận được thông tin liên quan đến nội dung đó. Tất cả những gì bạn đang cần làm là tập trung vào thiết bị di động của bạn và nội dung video và nhận thông tin bạn muốn. Nó rất là đơn giản. Thì đây là cái video về cái dự án Beyond Sea Green này mà các bạn có thể xem qua. Về tính năng giải trí thông tin dễ dàng truy cập vào các trò chơi và liên quan đến nội dung tin và phỏng vấn trải nghiệm làm dò nội dung trực tiếp trên màn hình thứ hai của bạn, display của thăm dò hay mua sắm liền mạch các sản phẩm và dịch vụ từ nội dung video có sẵn để mua sắm trực tuyến. Trực tiếp thì tiếp thị quyền thu hút người xem của bạn thông qua tiếp thị và các cá nhân hóa quyền tăng hiệu quả tiếp thị của bạn và tạo luồng doanh thu mới, giải phóng sự sáng tạo, nhận phần thưởng mã thông báo từ nền tảng để đóng góp nội dung chất lượng cao cho người khác thưởng thức. Thế thì tại sao ở đây sử dụng blockchain? Vì các giao dịch mà Binance Way này sẽ ghi lại các trên blockchain công khai là các giao dịch khi tương tác xảy ra trên nền tảng. Đến trình xem không thể thay đổi dữ liệu này bằng cách sử dụng các blockchain công khai mà Binance Green này sẽ sử dụng để hỗ trợ tính minh bạch. Trong khi trong cái kinh doanh của nó thì các nhà cung cấp nội dung sử dụng cho các dịch vụ Binance Green sẽ không bao giờ cần phải cài đặt đặt câu hỏi trên các lượt xem được cung cấp bởi các ứng dụng màn hình Binance. Thực sự xảy ra thì blockchain sẽ cũng cho phép họ tự xác minh và tin tưởng dữ liệu này. Thế thì làm sao để nó hoạt động thì Binance Green để cho phép bạn sử dụng điện thoại di động thông minh hoặc cái máy tính bảng để quét nội dung bất kỳ video nào trên màn hình bất kỳ để dễ dàng nhanh chóng có được thông tin chi tiết liên quan đến nội dung nó và tất cả những gì bạn cần làm là tập trung vào điện thoại thông minh của bạn và nội dung nhận thông tin bạn muốn. Về vấn đề quét video thì tập trung vào điện thoại di động thông minh của bạn và nội dung video để quét ứng dụng quét nó. Và cái Binance Green này nhận ra cái video nền tảng của Binance xử lý dấu chân kỹ thuật số của video, nhận ra video đó là gì, nhận thông tin, bổ sung thông tin liên quan đến video được nhận dạng dưới được nhận dạng được gửi lại và hiển thị trong ứng dụng. Về chương trình token thì của Binance Green, cái tên là BSX, là một tiện ích của nền tảng Binance Green. Thì với tiêu chuẩn mã thông báo BTC mới, tổng cung ở đây là 380 triệu token, sóc thạp là 2.000 Ethereum và hát cạp ở đây 12.000 Ethereum. Hiện tế chứng nhận là Ethereum mà tham gia tối thiểu là 1.011 Ethereum. Và cái sử dụng mã thông báo, sử dụng cái phân phối và sử dụng thẻ ở đây là 9% dành cho nghiên cứu và dành cho phát triển, và 4% dành cho party, 7% dành cho cố vấn, 20% dành cho team đội, 20% dành cho các quỹ trong live, 40% mình cho chương trình Crowd Sale. Với phân bổ quỹ 22% dành cho phát triển business kinh doanh, 35% mình cho phát triển sản phẩm, 3% mình cho crypto exchange, 12% mình cho vận hành, 3% mình cho general cost giá, 25% mình cho tiếp thị marketing. Về đội ngũ của dự án này gồm có ông Mario De Rancic là CEO đầu sáng lập, Mario Slasic là CEO đầu sáng lập, Greg Simic Pulik CTO đầu sáng lập. Với các đội ngũ cố vấn ở đây gồm có chủ nhóm chủ lực ở đây gồm có Vanilla Scott CMO, Scott David chuyên gia tư vấn ngành công nghiệp quảng cáo và truyền thông, Oran Devnik backend nhà phát triển web, Jackson Tonio quản lý cộng đồng, Crypto Eric chuyên gia về thị lực máy tính, hay ông Ulrich Swep chuyên gia sản xuất video. Nhà thiết kế đồ họa ở đây là Azomi Sokov, Zatik là bên Digital Futurist. Nhà thiết kế đồ họa gồm có Dekiro Palik, Keken nhóm triển là Athen Zurich. Với đội ngũ cố vấn ở đây gồm có ông Dubiko Melik, Nikuka Tominsik, Henta Chan, Oran Zedizan, Mark Kumagan, Hai Vlad Hanil, Vanin Zalimpik, Telen Saran,
Peter Bick, Livik, Okan, Sepok, Kafe, Nikan, Granzik. Và đối tác partner ở đây cũng có Discover, Film và Video Distribution, Edocuton, Viking OTV, HD, Caster, Anesi, Nebo Lab, Civic Consulting, Bitby, Psychopath, Electric Digital, Grima, Escoric, hay Red Brick, Emo, Ego, Ubik. Về cái lộ trình của dự án này tháng 1/2016 thì phiên bản đầy đủ chức năng đầu tiên của nền tảng này sẽ được triển khai vào trên đám mây và đã phát hiện ứng dụng trên Android chức năng. Tháng 4/2017 thì mức độ sẵn sàng đạt được 6, đạt được. Tháng 9/2017 thì tham dự diễn đàn khởi nghiệp IBC tại Amsterdam. Tháng 11/2017 thì đạt được kỹ thuật 7. Tháng 12/2017 thì chuẩn bị cho chương trình ICO bắt đầu. Quý 3/2018 nền tảng công khai chiến dịch tiếp thị sản phẩm. Quý 4/2018 thì cộng thông tin khách hàng, cải thiện các khía cạnh xã hội của nền tảng, trải nghiệm mua sắm được cải thiện. Quý 1/2019 ứng dụng trên iOS phân tích nhắm mục tiêu dựa trên cái vị trí địa lý. Quý 2/2019 màn hình điện thoại thông minh như nhờ vào. Quý 3/2019 tương tác được cá nhân hóa với tùy chọn và đặc điểm của người dùng. 4 cuộc tùy chỉnh dựa trên khách hàng và cải thiện khả năng phát hiện màn hình. Quý 4/2019 màn hình ngoài màn hình được liên kết với nội dung trực viên chuyển trực tiếp. Quý 1/2020 thì tích hợp TV. Đây là cái wallpaper của Valencia. Cái Valencia Green đã tạo nên nền tảng cho cái phép tương tác nội dung với video. Thì với màn với Valencia Green này, một xem nội dung video không còn là một cái hành động thụ động của một con đường một chiều. Thì nền tảng này cho phép các nhà sản xuất nội dung và các công ty phân phối nội dung liên kết thông tin với mọi với nội dung video. Người xem cũng không chỉ xem tự động những quảng cáo, đoạn video giới thiệu và các nội dung video khác mà còn có khả năng tương tác với họ bằng các thiết bị di động thông minh. Các bạn có thể xem thông tin của cái dự án này qua một số trang như Netcodavia, MM, Postionic, Endic, Sonyanet, Postipool, Nidic, ABC. Một số câu hỏi thường gặp của đây là ví dụ như dự án này và về cái gì? Thì nó cho phép liên kết bổ sung thông tin, nội dung video cung cấp tượng hấp dẫn cái đơn giản bằng cách quét video nó bằng điện tử động thông minh. Dự án này lên ý tưởng là một cái nền không chỉ là một cái ý tưởng mà nó là cái nền tảng làm việc và công nghệ sử dụng cái Beyond Scenery có thể nhìn thấy được các video trình diễn hay là nền tảng thì có sẵn tải xuống không thì nó đang chạy thử nghiệm rộng rãi trên nền tảng đang hỗ trợ các hoạt động thiết bị thông minh và nó cái mục đích để làm cho nền tảng này sẵn sàng công khai trong 3 tháng sau khi kết thúc ICO thì sử dụng mã thông báo ở đây sử dụng mã thông báo ERC20 và cryptocurrency được chấp nhận ở đây là Bitcoin hoặc Ethereum. Ethereum sẽ được chứng nhận và bạn đang giữ Bitcoin hoặc định tiền khác có thể trao đổi qua Ethereum. Giá mã thông báo của dự án này thì hiện tại tỷ giá hối đoái khoảng 10.000 token trên một Ethereum. Số tiền được tăng lên với lên tới 18.000 Ethereum với stock cap là 2.000 Ethereum và cái chương trình đám đông crowd sale này nó sẽ. Thế thì khi nào nó thì cái dự án sale này xảy ra thì các bạn có thể thấy ở đây cái dự án này nó đang chuẩn bị trong giai đoạn ICO bắt đầu cái ICO này sẽ được theo dõi các bạn có thể để lại thông tin cập nhật dưới này để có thể nhận được thông tin liên quan đến ICO sớm nhất. Thế là bây giờ có thể tham gia vào cái dự án sale đám đông này các bạn có thể đăng ký bản tin dưới đây để có nhận được và sẵn sàng cái Ethereum để chúng ta vào thông tin trên cái dự án sale này. Bạn có thể để lại email đây để cập nhật những thông tin đăng ký ở dưới này và đây là trang web chính thức của dự án này bayonsingreen.com và các bạn có thể theo dõi dự án này qua một số trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Telegram, YouTube và Bitcoin Talk. Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về cái dự án ICO bayonsingreen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.